Thì kêu cứu rồi. Có ai làm sao rồi sư phụ ơi? Ở đâu đây? Ở đâu đây? Sư phụ. Ê, thì kêu cứu rồi. Ủa đấy? Ủa? Sao hả cái ai? Ủa? Sư phụ ơi. Mày ở đây kiểu gì đây? Sư phụ ơi cứu. Cứu. Ê, ôi ôi. Thằng bé hát ở dưới đây này. Ở sau này ở dưới này. Có thứ ai hay sao sư phụ ạ? Có ai kêu cứu tôi vậy? Đấy. Đấy. Ở đâu đấy? Thứ kêu cứu rồi. Đây em đâu? Có ai làm sao rồi sư phụ ơi? Ở đây vực sâu. Ở đâu ơi? Ở đâu đây? Thôi, sư phụ. Ê, thứ kêu cứu rồi. Ủa đấy? Ở đâu đấy? Ủa? Sao ở dưới ai? Ủa ơi, sư phụ ơi. Mày ở đây kiểu gì đây? Sư phụ ơi, cứu. Cứu. Ê, ôi dồi ôi. Ôi. Thằng bé hát ở dưới đây này. Ở sau này ở dưới này. Vâng, vừa cháu đi chặt thủ tự nhiên cháu vừa kêu tôi cháu xuống cái cháu lấy ạ. Rồi dẹp trong này á? Vâng ạ. Sao không bỏ luôn được một mình nhé, không đem làm gì? Ui giời. Mày ở đâu? Ở dưới nhà, ở dưới kia ạ. Ui giời, thôi. Nãy đi còn. Cứ ngồi yên đấy, để chút xuống nha. Chân tay có làm sao không? Không ạ. Có bị gãy tay cái chân không? Không ạ. Ồ. Nó xấu này, tự mình lao xuống. Em đứng đây để tí đón em lên nha. Nó ngồi yên đấy sao? Ui giời. Mẹ. Không phải sợ, không phải sợ đâu. Không phải sợ nha. Cứ bình tĩnh thôi. Mày giờ mày xuống đây làm gì? Nó đi có một mình à? Nhặt cái dép ạ. Xuống nhặt dép á? Vâng ạ. Cháu đi coi, cháu lấy củ cháu nhặt rồi cái dép ạ. Rồi dép á? Vâng ạ. Ui giời, dép thì vứt mẹ dép đi lấy dép làm gì? Lao xuống đây hơi nguy hiểm đấy nhá. Bé này. Dép này sợ bà mẹ mắng này nhỉ. Người bé em hay đi rơi dép vào hang này không, xong rồi là về xuống đấy. Theo có đi xuống đâu sư phụ? Đi xuống đi. Cháu đỡ nó lên, nó rất sợ. Mày bị đây lâu chưa? Ở đây lâu cháu chưa? Từ sáng bây giờ. Từ sáng cơ à? Ui rồi. Vậy thì dạ rồi, nữa mẹ ngày rồi. Rồi ở dưới đây cả. Mày xuống được không lên được cả? Đúng không? Không đẹp. Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh, tôi ở yên đấy thôi. Cái đành đưa mà em xem. Ui giời. Có bị con gì ở dưới đây cắn chưa? Đây mọi người này. À em sao lại giúp cũng đây cứ chết không gì. Lấy được dép chưa? Dép ở đâu rồi? Dép đây ạ. Đây đây, cái dép thì vứt mẹ nó đi, lấy dép làm gì? Hả? Để quá. Cảm ơn em xong. Ủa cái khe nó hẹp vây mà. Phải rơi hẳn xuống dưới sâu đấy còn đâu mà. À. Nguy hiểm quá. Từ từ thôi. Từ từ không? Có ba vào đâu, không ba vào đâu vào, có ba vào đâu gì. Cứ cứ lên đây, lên 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 này tính. Xem nếu có xuất sát ở đâu. Đứng đây, đứng đây, đứng đây. Phải đứng lên chứ kéo mày nhá. Cứ đứng yên. Cứ bình tĩnh không phải sợ đâu. Ui xa. À, cái tay đây. Khẻ nó hẹp thế kia đâu mà. Dắt luôn vào trong đấy luôn. À. Đấy đứng chân lên. Ui giời. Ôi nhà anh. Mẹ thả ra trên kia có cái ấy kìa. Có bóng củi. Tôi đứng yên đây nhá. Đứng yên đây. Có củi còn ra dưới đây nhỉ. Anh Thạch đứng nuôi lên tí để em lên trên em kéo lên. Lên 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 lên. Đưa mấy quay em cầm. Lên lên đi. Đây em đỡ 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 cháu đây để em đỡ anh lên đưa tay đây chú. Ờ cẩn thận nhá, đỡ bé đi, bấm tay lắm này nó ngã lại, ngã xuống nguy hiểm. Để chú ấy đỡ lưng nhau lên. À rồi rồi rồi. Ui giời ơi, an toàn rồi, không phải sợ nữa rồi. Có bị sao không? Có va vào đâu? Có ba vào đâu? Cháu có ba vào đâu?
Con thất sát đâu nào, xem nó con thất sát đâu nào. Đây chắc là chấm dao dưới đây à? Vâng ạ. Các thứ mà gì ăn, cháu ăn cháu cho máy chúng ta ăn gì? Chưa ăn gì á? Đây lấy cho cái bánh xem nhé. Mày hôm nay bọn chú đi đầy đủ đồ. Ôi. Ăn bình tĩnh thôi, ăn bình tĩnh thôi. Thế hôm nay cháu đi có một mình thế à? Vâng ạ, cháu đi làm. Ồ, nguy hiểm quá. Hôm nay thì điện thoại được tiếc lại chưa có. Còn này thì em sợ dùng điện thoại. Cứ ăn đi nếu đói, cái chú phải thì mua tiếp rồi mà. Bạn trên rừng này mà không rơi dép thì thôi. Sao không đi, không rủ bạn rủ bè lại đi. Hai thằng đi chứ một mình đi mày, nguy hiểm quá. Thế hôm nay em đi chặt cối à? Vâng ạ. Ê, cũng còn dép guốc đi. Đây dép đây. Dao đây, củi đây. Đấy, đang chặt đây. Đây, dép đây. Đó, đi dép à? Người bé mà đeo cái dép to vầy còn đâu mà ông khơi. Đây. Này. Nhà gần đây đối gì? Vâng ạ. Đây, dép vào. Đeo cái dép to vầy nó trượt đi cái này còn đâu nó không trượt ngã. Thôi cứ ăn bình tĩnh rồi chú đưa về. Chú mấy chú đưa về. Không phải sợ, cứ bình tĩnh không? Mình sợ mày ngã là hết rồi đấy mà. Tao đây là nó đi xuống nó lấy ừ. Anh sợ mà nó ngã là. Đây là nó đi xuống nó lấy cái dép nó không lên được thôi. Chứ không phải là ngã thì cái đám này thì gì? Nguy hiểm luôn. Nếu mà ngã đây thì đeo mẹ bố gãy mẹ tay chân. May mà hôm nay là may cho em là bọn anh là đi xuyên trưa luôn đấy. Hôm nay bọn anh định về ăn cơm trưa đấy. Nếu mà về ăn cơm trưa thì là không đi qua đây rồi. Ăn đi, ăn hết đi. Không phải sợ. Cứ ăn đi, cứ bình tĩnh. Ăn uống nước. Ăn uống nước xong rồi về. Ô chết không. Lần sau đừng xuống vậy nhá cháu nhá. Vâng ạ. Kiếm cái cây. Lần sau nữa mà có rơi cái dép thì thôi. Thôi mà rơi cái dép thôi, mẹ có 20.000 một cái. Sợ bố mẹ đánh á? Ừ. Rồi mất cái dép thì mấy chục nghìn. Mày thất đầu thất. Mày mà có bị làm sao thì. Đây mọi người xem này. Đấy. Vách đá rất là sâu luôn. À. Đây mọi người ấy, vách đá rất là sâu luôn. Thế mà nó dám đi xuống rơi cái dép nó xuống nó nhảy mình rất là nguy hiểm nhé. Đá ở trên này nó rất là dễ bóc ra này. Đấy. Chịu chết mấy ông này. Trẻ con đơn ra này nhiều lúc rất là nguy hiểm. Đấy. Này nó như cái khe chú phụ nhỉ. Thôi cứ ăn đi, cứ ăn uống bình tĩnh đi. Ăn uống bình tĩnh rồi tí chú đưa về. Nhà mày có gần đây không? Có ạ. Vãi cả trưởng luôn. Tao lại vừa lấy tao cứ tưởng ở trên kia hồ cứu cái gì cơ. Thế là chiều nay đi thì cũng chưa được con gì, lại về thôi. Về nó về đi. Không thì tí Mạnh đưa nó về đi xong rồi là để tao mới thạch đi xem mà. Ừ, tao có kiếm được mấy gì không? Thì tí nữa nhà đâu thì chỉ chú này chú ấy trở về luôn. Chú ấy tấn về. Đấy, thì còn đâu, xong là tí đại phi lên em nhé. Thì tí anh với lại sư phụ sẽ quanh ở đây xem có kiếm được con gì. Thì đi rủ đấy bạn bè nào mà đi cùng nhá. Vâng rồi. Thế không được đi một mình. Đi một mình nguy hiểm lắm. Rừng núi nguy hiểm lắm. Đấy, xong lại nếu mà có rơi cái gì thì thôi. Về bỏ bố mẹ con không may nằm rơi xuống núi rồi thì thôi. Thế không phải đi xuống đấy cứu mà một mình đấy là nguy hiểm đấy. Ăn đây, cứ ăn đi. Cứ ăn bình tĩnh. Đói uống nước mà, ăn đồ uống mà. Ô, chết dạ. Năm nay bao tuổi rồi? Đó, 13. 13 tuổi à? 13 tuổi mà nên học lớp 8 à? Nên dùng đốt về hôm nay được nghỉ à? Vâng ạ. Nói chung 13 tuổi nó mới dám xuống đây chứ còn nếu mà bé hơn dám xuống. Mà thằng này nó cũng liều phết đấy chứ còn nó bình thường nhưng ngày xưa em mà tầm tuổi này thì những cái khe này em cũng chịu chết. Về thà chứ rất là nguy hiểm luôn đấy. Nguy hiểm cái luôn. Cái vách này. Thế này người này. Châu bò đi là hay dính. Ngã đây cái là không lên được anh ạ. Trông hoa mắm như này mà. Em nhìn thấy em dùng dọn này. Ghê luôn. Ghê luôn, sâu luôn. Mà không biết đây cơ mẹ.
Thôi mọi người ạ, có khi mình xin kết thúc video ở đây thôi mọi người nhé. Để cho bây giờ cho Mạnh nó đưa thằng cháu này về. Còn đâu là mình với Thạch sẽ đi tiếp để kiếm xem là có khu vực này còn có kiếm được cái gì không. Thì mọi người xem video ấy thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình cũng như toàn thể trong team của mình nhé mọi người nhé. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người nhé. Chào tất cả mọi người nhé. Chào tất cả mọi người nhá. Đi về cho anh Mạnh đưa về nhá. Tôi đi theo chú này chú đưa về nhá. Xong rồi đi đưa về rồi đi lên em nhá.